cái 99 triệu dân còn lại ở trong nước là đang chết đói hết hay sao? Dạ tại hồi lúc mấy giờ tới giờ rồi? 11 giờ tới giờ. 11 giờ tới giờ là gần 3 giờ rồi. Dạ là những là bà con nhịn đói để nhận gạo luôn hả? Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC. Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn thấy mấy ngày hôm nay những cái bài báo ở ngoài nước, kể cả trong nước các bạn, đó là những người Việt Nam lại chui vào thùng container để mong vượt biên qua tới Anh Quốc để có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì hàng ngày đã có rất nhiều người gọi là người Rom, họ bỏ tất cả các giấy tờ của mình, như là họ đi qua bên Úc cũng vậy, họ bỏ tất cả các giấy tờ của mình, họ coi như là cái không có nhận diện được mình là từ nước nào, thì người ta gọi là người Rom các bạn, để họ mong được có một cuộc sống vui hơn, tốt hơn. Thì đó là sự thật, tại vì Việt Nam hiện tại là công ăn việc làm không ổn định, thất nghiệp từ cuối năm, những cái khóa cuối của năm 2023 và tới bây giờ rất nhiều. Bên Trung Quốc cũng vậy. Cuối năm 2023, những người trẻ tuổi của Trung Quốc thất nghiệp lên tới 20 mấy%. Lần 10, 16, 15 tới 24, rất nhiều. Thì em Kiều Nữ họ Lê của Đạt Nguyễn không chấp nhận, phản biện. Tại sao Trung Quốc là một quốc gia mà có nền kinh tế đứng hàng thứ hai của thế giới mà người dân Trung Quốc lại đi? Mình cùng nhau chia sẻ thử coi cái những lời em phản biện như thế nào các bạn. Thì hồi nãy mình có đưa là một cái bạn mắt kiến Bắc Kỳ này, nó phản biện một anh này. Thì anh này là từ ở Thái Lan, ảnh đi tị nạn ở Thái Lan, ảnh nói về cuộc sống và phản biện cùi bắp của cái tên bốn mắt này. Mình cũng đã nói rồi, thôi mình không đưa nữa. Và mình đưa về cái Kiều Nữ họ Lê. Cô ta lụm lặt những cái đoạn video như thế này các bạn, đây là bản gốc, đây là bản gốc ở trên TikTok. Nên thật sự ra là em ấy cũng bỏ công rất là nhiều đi tìm những cái clip như thế này. Đây là bản gốc, thì những cái highway, những cái border patrol, họ hỏi những người này đến từ đâu. Thì đa số là người Trung Quốc các bạn, một số đến từ Ấn Độ, một tới số từ Nam Mỹ. Và cô ta đợi hoài sao không thấy người Việt Nam. Không có thấy người Việt Nam các bạn, tội lắm. Người Việt Nam chắc giờ đang ngon, nhưng mà những cái clip mà có người Việt Nam thì Kiều Nữ họ Lê không thấy, chỉ có thấy người Trung Quốc thôi. Thì mình cũng đã đưa cho các bạn coi là ăn mày ở Mỹ. Okay. Ăn mày ở Mỹ. Coi làm ăn mày ở San Diego sướng dễ sợ không? Thời tiết tốt đẹp mà nó ra kia sân nó gắn máy vô nó chơi game tỉnh bơ. Ăn mày ở Mỹ. Coi đây là ăn mày ở bên Mỹ nè, ok. Coi làm ăn mày ở San Diego sướng dễ sợ không? Thời tiết tốt đẹp mà nó ra kia sân nó gắn máy vô nó chơi game tỉnh bơ. Đó, em Lê em họ Lê, em thấy sao? Ăn mày ở Mỹ sướng không? Rồi để coi thử coi coi có người Việt Nam đi vượt biên không? Nhiều bạn Việt Nam đi vượt biên thì đăng rất nhiều. Trong số đó có những người đã lọt vào tới Mỹ và những cái người quen của họ đã gọi cho Đạt Nguyễn làm cách nào để họ ở lại đất nước Mỹ, đúng không? Thì đây là người Việt Nam. Đấy, coi đi em. Coi đi em. Đấy. Dân ở ngoài đấy. Đúng cái này ghét cha ơi. Người Việt Nam đó, một đoàn đó, người già Nam Mỹ người nào người kia. Anh Trong nhìn vào đây. Chờ bước vô thế giới thiên đường Mỹ đế đó. Em không có thấy. Ok, mình cùng nhau nghe thử cái đoạn của em. Em chịu khó đi lụm nhặt lắm. Mình cùng nhau phản biện Kiều Nữ họ Lê. Where are you from? China. Where are you from? India. India. Where are you from? China. China. Georgia. 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 Where are you from? India. India. China. 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 No Vietnam. China. 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 Where are you from? Georgia. Georgia. Where are you from? China. 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 Where are you from? Ecuador.
Ecuador. Colombia. ¿De dónde son? Cũng ráng coi hết điểm danh để coi coi có người Việt Nam đứng trong cái đội ngũ vượt biên này không. Thì chưa có thấy mà thấy toàn là người Trung Quốc thôi. Các bạn chống cộng thì hay nói rằng là GDP của... Đâu có chống cộng đâu, bạn nào chống cộng. Không có bạn nào chống cộng hết á. Không, người ta nói về cái tình hình đất nước Việt Nam. Việt Nam là thấp hơn cả Campuchia. À, Việt Nam sống nghèo, sống khổ. À, chế độ thì đàn áp, không được tự do làm ăn. Nên người dân phải chui vô thùng container để đi vượt biên lao động. Em biết luôn á, là người dân chui vô thùng container luôn đó. Em biết luôn đó. Này nọ. Thì vậy thì nếu mà nói về nền kinh tế thì kinh tế của Trung Quốc đó thì cũng thuộc top 2 của nền kinh tế thế giới. Vậy sao người dân của họ vẫn đi vượt biên? Vậy là có phải là do nền kinh tế không? Do không có công ăn việc làm không? Hay là do họ mơ về một đất nước khác có tỷ giá chênh lệch ngoại tệ cao hơn để mà họ có thể làm giàu ở trên đất nước đó? À, và cái số người mà đi vượt biên hoặc là đi hợp tác lao động ở Việt Nam là bao nhiêu phần trăm của tổng số 100 triệu dân? Vậy chứ 99 triệu dân còn lại ở trong nước là đang chết đói hết hay sao? Hết rồi. Ok. China. Tổng hợp lại có 3-4 cái để mình nói các bạn. Thí dụ em hỏi là cái GDP người ta nói thua cả Campuchia, của Việt Nam thua cả Campuchia. Cái thứ hai là nền kinh tế của Trung Quốc nó đứng thứ nhì của thế giới mà tại sao người dân Trung Quốc lại đi? Không lẽ là nó đứng thứ hai mà người dân Trung Quốc tại sao lại đi? Em không hiểu. Đâu nghe lại thử cái đoạn đó coi ha. Đi vượt biên lao động này nọ. Thì vậy thì nếu mà nói về nền kinh tế thì kinh tế của Trung Quốc đó thì cũng thuộc top 2 của nền kinh tế thế giới. Vậy sao người dân của họ vẫn đi vượt biên? Vậy là có phải là do nền kinh tế không? Do không có công ăn việc làm không? Hay là do họ mơ về một đất nước khác? Rồi, ngừng khúc này đi. Cái thứ nhất á, là Việt Nam á, em không có chấp nhận. GDP của Việt Nam là cao hơn Campuchia nếu mà bạn nhìn vào cái bài biểu đồ. Nhưng mà dân Campuchia nó không có đóng tiền học cho con nữa. Dân Campuchia nó không có BOT. Và cuộc sống của Campuchia nó nhàn hạ hơn Việt Nam. Cho nên người ta nói dân cái GDP nó hơn Campuchia là ngay đó. Việt Nam BOT đầy thì có những cái có con như những đứa này á, thì nó giàu có quá, cái tiền BOT á, nó đâu có lại gì, nhưng mà người dân nó khổ các bạn, đóng tiền học là cái khổ các bạn. Thì dân Campuchia nó sẽ sướng hơn dân Việt Nam. Nó tới Trung Quốc, em hỏi là nền kinh tế của Trung Quốc đứng thứ hai mà tại sao dân không có việc làm? À đúng, dân không có việc làm, em đách biết cái gì hết, thấy không? Dân Campuchia, dân Trung Quốc không có việc làm lên tới 20% trở lên. Mặc dù bạn biết nó sản xuất ra được rất nhiều thứ để nó bán, nhưng mà nó cũng không có việc làm nhiều tại vì bây giờ FDI rút ra hết rồi. Tuy nhiên nó tự sản xuất được cho nó. Việt Nam mình không có tự sản xuất được bất cứ một cái gì để mà sản xuất ra phía ngoài. Mình trồng dưới đất trồng lên được, nhưng mà rốt cuộc bán ra ngoài thì bạn thấy thế giới nó trả về. Dân Trung Quốc thất nghiệp tràn lan ra đó. Và cái nền kinh tế nó là đứng hàng thứ hai. Dân nó đông là 1 tỷ tư. Dân Mỹ có 330 mấy triệu, không bằng một số lẻ của nó. Tại sao đứng hàng thứ hai mà nó vẫn đi? Nó thất nghiệp em. Nó thất nghiệp thật sự. Dân Trung Quốc thất nghiệp thật sự. Và với cái đảng Cộng sản của Trung Quốc, nó không làm cho đời sống người ta sống tốt được. Nó khập khiễng y chang như Việt Nam. Ở Việt Nam thì em giàu quá, cho nên em thấy cuộc sống nó sướng, nhưng mà em đuôi, cái tâm của em nó bị mù. Dân Việt Nam cũng vậy, có một số hỏi em bao nhiêu phần trăm là dân Việt Nam sống sướng? 1% sống sướng thật sự, còn bao nhiêu khổ ải? 75% dân lao động, 50 triệu dân trên 100 triệu dân là dân lao động. 75% trong 50% đó là làm không đủ ăn. Nó hỏi ở đâu? Coi báo đảng đi là biết liền. Nó ở trong nước mà nó không có biết cái gì. Cái thằng bò đỏ cũng vậy, bốn mắt đó, nó đưa cái dữ liệu cùi bắp, dữ liệu của đảng. Bây giờ nó nói hiện tại trong đất nước Việt Nam là thất nghiệp 2,28%. Tụi bay dốt quá, nó dốt mà nó không chịu. Rồi, cái đảng Cộng sản hoặc cái đảng Trung Cộng á, nó không có làm cho dân nó sống sướng được. Giàu thì quá giàu, nghèo thì quá nghèo. Trung Quốc thất nghiệp tràn lan, em không biết à. Dân Trung Quốc thất nghiệp tràn lan. Dân Việt Nam cũng thất nghiệp tràn lan.
Ok, cho nên á, người ta mới bỏ xứ người ta ra đi. Rồi, nghe thử coi nó nói gì nữa, nó nhiều quá nó quên nữa mà. Tỷ giá chênh lệch ngoại tệ cao hơn để mà họ có thể làm giàu. Ủa, tại sao dân Trung Quốc là đứng hàng thứ hai mà tỷ giá ngoại tệ nó cũng khá lắm mà ha? Em không có biết con mẹ gì hết á, coi dữ liệu chưa? Ở trên đất nước đó và cái số người mà đi vượt biên hoặc là đi hợp tác lao động ở Việt Nam là bao nhiêu phần trăm của không đi xuất khẩu lao động chứ đâu có hợp tác. Báo chí nói xuất khẩu lao động chứ không hợp tác. Xuất khẩu, nó xuất khẩu cái trái sầu riêng, nó xuất khẩu cái sức khỏe con người ra ngoài. Số 100 triệu dân, vậy chứ 99 triệu dân còn lại ở trong nước là đang chết đói hết hay sao? Ồ, em nói quá hay. Còn 99 triệu dân trong Việt Nam là đang chết đói hết sao? Đúng rồi, bác Võ Văn Thưởng của em coi đã thừa nhận mà. Xóa đói giảm nghèo hiện tại trong đất nước Việt Nam vẫn là xóa đói giảm nghèo. Để Đạt Nguyễn moi thông tin ra, Đạt Nguyễn nói mới sợ, chứ còn nói khơi khơi nữa không? 15 tỉnh thành năm 2023, 15 tỉnh thành kêu đói. Năm 2024, 14 tỉnh thành kêu đói. Nghĩa là năm 2022, 14 tỉnh thành kêu đói. Thì nó tăng lên 1 tỉnh thành. Em không hiểu, em không biết à. Rồi, 15 tỉnh thành kêu đói. Để đọc cho nó nghe. 15 tỉnh thành xin gạo. Ok. Ủa, báo chí nó đang sờ sờ ra như thế này mà em không thấy sao ta? Ờ, đợi coi. 15 tỉnh thành xin gạo cứu đói. Ở YouTube không vậy? Cần đọc cái bài của nó để cho nó thấy được cái cuộc sống của trong nước. Ở trong nước nó hỏi lâu quá rồi, chưa có về Việt Nam hay sao? Ừ. 15 tỉnh thành kêu đói 2023, ok. Tại sao nó không nhảy lên bài mà nó nhảy có Đạt Nguyễn ghi 15 tỉnh thành kêu đói ha. Đây, để mình lấy cái bài đó đàng hoàng các bạn, chứ còn YouTube thì nói rồi. Thì hiện tại ở trong nước thì nó đang rất là 15 tỉnh thành kêu đói đâu rồi? Nó chạy đâu tiêu rồi? Wow, Đà Nẵng hơn 3.000 doanh nghiệp giải thể. Ghê chưa? Mà cái bài 15 tỉnh thành kêu đói cho nó xóa mất rồi sao này? Nó không thấy vậy. Có cái phải có bài đó nó mới chịu các bạn, còn không có nó không chịu đâu. Ok, năm 2023 là có 14 tỉnh thành kêu đói. Năm 2022, 14 tỉnh thành kêu đói. Năm 2023, 15 tỉnh thành kêu đói. Hiện nay có 15 tỉnh thành địa phương đề nghị xuất cấp 15.400 tấn gạo. Đại bạn, cho dịp Tết. Thì nó không những á, mà nó không có giảm cái tỉnh thành kêu đói mà nó lại tăng những cái tỉnh thành kêu đói lên. Nhưng mà những con người này nó ở trong nước thì nó không thấy được. Đặc biệt nhất là Sóc Trăng và Bạc Liêu. Thì bạn thấy những cái tỉnh thành đó là những cái tỉnh thành rất là giàu á, nhưng mà bây giờ nó thua. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết ngày 12 tháng 1 của năm 2024 có 15 tỉnh thành đề nghị Trung ương cấp gạo cứu đói dịp Tết. Nó hỏi ở đâu? Ở đây. Nhìn thấy chưa? Ở trong nước nó bị mù thông tin. Trước đó cơ quan này đã cung cấp công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kêu đói. Những tỉnh nào kêu đói? Các địa phương Sóc Trăng, Cà Mau, Bình Định, Gia Lai, Quảng Bình, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Hà Giang, Kon Tum, Bắc Cạn, Bình Phước đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 14.000 tấn gạo cứu đói em. Em Lê ơi, kêu gọi 14.000 tấn gạo cứu đói em. Trong đó hỗ trợ cứu đói Tết Nguyên Đán hơn 11.551 tấn gạo cho 770.121 nhân khẩu đó. Em thấy chưa? Em không đọc báo hả? Báo trong nước đó đâu phải anh đọc báo phản động đâu.
Cho nên cuộc sống ở trong nước nó vất vả lắm em ơi. Mà cho nên á, người ta mới đi xuất khẩu lao động. Em hỏi là đi 1 triệu rồi còn ở lại không, người ta chết đói hả? Đó, chết đói đó em. Trong nước có 63 tỉnh thành thì hết 15 tỉnh thành kêu đói rồi. Đó là kêu đói nha, còn ngáp ngáp thì chưa nói đó. Đó thì bạn thấy em lên tối ngày em phản biện, em cứ lấy là vô gia cư ở Mỹ, cuộc sống ở Mỹ nó như thế này, cuộc sống ở Mỹ nó như thế kia. Nhưng trong nước hiện tại đói nhe răng thì em không thấy. Thì nó có rất nhiều cái tình hình như thế các bạn ha. Thì phải có người lên tiếng, còn không lên tiếng thì tụi nó lên tiếng. Và tụi nó, anh đề nghị em vài bữa nay em nói nhiều chút xíu, em nói ít qua, em nói nhiều thông tin ra nữa, thì em nói có chút xíu không đủ thông tin đâu. Thì bây giờ nó nhiều cái dư luận viên, nhiều cái hồng ngu, nhiều bò đỏ quá, cho nên mình không nói á thì nó nói thay mình, cho nên mình phải nói. Nhiều bạn nói thôi đừng có nói, tại vì tụi nó nói nó giống như là nước đổ lá môn, không, từ từ nó thấm các bạn, nói từ từ nó mới thấm, chứ còn mình không nói á là nó lên ngôi, nó nói hoài luôn. Cuộc sống Việt Nam hiện tại là công nhân thất nghiệp hàng loạt, không, báo chí đăng rất là nhiều. Rồi đây, đình chỉ công tác thầy giáo bị tố làm học sinh mang thai. Úi giời ơi, một bạn mới gửi qua cho mình. Bây giờ cái học của Việt Nam phát sợ các bạn. Nhiều bạn gửi qua cho mình rất là nhiều bài về cái tình hình cuộc sơ. Đâu coi, anh Đạt clip mà anh Đạt đưa lên diễn đàn hồi nãy là YouTube của cái bạn ở bên Thái Lan. Bạn phản biện bên Thái Lan đó, những cái clip giống như cái anh đó, thì anh đó nói là đảng ơi bác ơi cuộc sống nó khổ quá, anh đó đã qua Thái Lan các bạn. nhiều bài lắm, bây giờ mình nói á từ từ từng khúc, chứ còn nó nhiều quá thì nó đụng vô một cái. Dân Việt Nam vẫn đi qua tới Mỹ rất nhiều thì họ lọt mình không biết thôi ha. Rồi đi qua bên Anh Quốc cũng rất nhiều, họ lọt mình cũng không biết thôi ha, trừ khi họ bị bắt thì mình mới biết. Thì nó rất nhiều cái khó khăn ở Việt Nam các bạn, nó rất nhiều cái khó khăn ở Việt Nam hiện tại. Đây cái cảnh này nè, cái cảnh này thì em không có thấy. Sáng giờ đợi con lâu không? Đây cảnh này. Dạ, hồi lúc mấy giờ tới giờ rồi? Dân không có đói. 11 giờ tới giờ. Ngáp ngáp à. Đừng có cho để dân đứng lên thì mới được. Dạ là nhịn. Là bà con nhịn đói để nhận gạo luôn hả? Trời ơi thương quá vậy. Ủa trời, dạ. Sao em Lê, em không thấy hả? Quá trời luôn, trời ở đây bà con ngồi bên đây như này cô chú anh chị. Quá là đông luôn, ở trên đưa xuống mình đã thấy. Bên đây và bên đây luôn. Nhưng mà bữa nay con mua gạo chắc chắn sẽ đủ. Wow, tội bà con vậy. Thì đầu tiên cô chú anh chị có thể thấy là những cái túi gạo ha. Đây túi gạo mình mua. Đây thì chia sẻ với cô chú anh chị ha. Cái này là cái phần này là bao nhiêu ạ? 133 chứ phải không? Rồi cô Cúc. 246. 252 là phần của bác Dũng Đức Độ nha cô chú anh chị. Còn 246 là của chị nhà sau quê, là của nhà hảo tâm ở Canada. Ồ Canada. Còn kia 133 là của gia đình cô Muối, là ở bên Canada. Canada. Đó cô chú anh chị. Sao không thấy của em Lê? Không thấy của em đâu vậy? Rất là đông luôn. Trời ơi quá trời kìa. Cái phần quà nghe. Dân Việt Nam không có đói. Mình có thể là phát được. Dạ, đợi từ hồi 10 giờ tới giờ. Rồi, từ từ để con nói. Trời ơi, nhìn kìa, đứng hàng hà xa số luôn. Ngày hôm nay, sau khoảng gần 1 tháng, con chồng mới nội mới ngoại cô chú anh chị nha. Trời. Sáng giờ đợi con lâu không? Trời, bạn thấy không? Thì nếu như mà không có mạnh thường quân ở trong nước lẫn ngoài nước thì cuộc sống của Việt Nam nó còn thơi thảm ra nhiều. Nó tối ngày là nó lên nó phản biện cuộc sống Việt Nam sướng. Nếu sướng thì không có cảnh đó. Ok. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc mà khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.